Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio chuyên về âm thanh bài âm thanh cổ. Thì clip trước anh em Khôi lên sóng cái bộ ghép gồm có cái cặp loa Calip Hennessy chung kèm chép kèm ga, thì ghép với con âm ly Pilot thì được nhiều anh em đánh giá là hay và hợp. Thì Khôi sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể với tất cả anh em về con âm ly này. Pilot là một thương hiệu lớn của hãng Mỹ này, và cá nhân Khôi thì cũng đã bán rất nhiều. Chính xác thì khoảng cỡ 8 năm nay, từ 2016 là bắt đầu Khôi bán. Lúc đó thì chưa có YouTube, mà nó phải khoảng cỡ 2019 đến 20 á thì Khôi mới tạo kênh YouTube nhá. Mình đi sau với anh em một bước ha. Thì con này quen thuộc, Khôi đã từng bán. Tuy nhiên đây là một trong những con đẹp nhất từ trước đến nay, cấu hình bóng cũng đỉnh luôn. Và Khôi cũng khẳng định trên thị trường bây giờ không có con nào đẹp hơn con này. Đại loại như vậy. Thì con này sẽ phục vụ cho tất cả người chơi, gọi là khó tính nhất để sưu tầm anh em nha. Rồi, đã vài thông tin như vậy. Bây giờ Khôi đưa máy gần nhìn anh em cùng xem. Đây, anh em cùng xem. Không biết là nhìn qua điện thoại nó thế nào chứ thực tế nó rất đẹp anh em ấy. Nó vẫn còn cái vân xước anh em. Đẹp. Đấy, đẹp. Tuyệt vời ha. Cái vỏ mình bỏ vô nó hơi bị lệch tí này. Đây, đó. Tại vì Khôi mới một ốc rồi, Khôi tháo ốc ra để tí nữa lấy ruột gan ra cho nó mau quá nha. Thực tế nó đẹp lắm rồi này. Đấy, anh em nhìn ha. Thì không biết là ai đang có con nào đẹp hơn không, chứ Khôi hiện tại thấy đẹp tuyệt vời luôn. Khôi đang test nhạc đây này. Đấy. Thì cái phiên bản mà những cái đầu tiên là những con âm đi cổ thế này, chỉnh bát chép từng vế này, bát chép từng vế ha. Đấy. Có CT mono, có loud net in now nha. Đó, có đầy đủ các chức năng như vậy. Đó, bên này là volume. CT mono, CT ba lăng. Nói chung là nó đầy đủ các thứ, và nó con này nó được hai cặp loa này. Cái phiên bản đèn mà đã được hai cặp loa là nó cực kỳ ít gặp. Đây, Khôi xoay cái sau cùng xem. Dây hơi ngắn nha. Đây. Con này nó đánh được 4 ohm này. 8 16 ohm. Số 4 nó nằm ở trên này này, tách biệt ra ha. Đó. Đây là chất âm này, 4 8 16, tại vì kiểu như là nó bị cấn á nha. Nên nó vẫn đánh bình thường. Đó. Cái chỗ này là do là bị cấn, nó bị bể bên này. Bên này mình không có xài tới anh em nha. Mấy cái cọng này mình không xài, nó cũng không quan trọng. Nếu mà anh em, mình sẽ dán lại cho đẹp thôi nha. Đơn giản vậy. Điện sử dụng 100V. Cái dòng Pilot này nè, công suất nó rất là lớn nha. Con này chạy bóng cái L84 bằng công suất GZ34, bông ngồi GZ34 bằng công suất L84, bông rè 12F7, bông phono 12F7 một. Và đặc biệt là nó là có cái đời bóng cực kỳ là kinh khủng luôn, rất là chuẩn chỉ nha. Bóng Pilot, Pilot Mula, Pilot này. Thôi bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần cấu hình bên trong, mình sẽ dễ hiểu hơn là Khôi nói. Nhưng mà Khôi vẫn khẳng định với anh em đây là một trong những con đẹp nhất hiện tại luôn, và cũng là đẹp nhất trong số các con Khôi đã bán những năm trước anh em. Và đặc biệt là cái mức giá năm nay cực kỳ rẻ so với những năm trước, thời điểm vàng để mua sắm. Anh em có mà điều kiện thì mua ngay trong cái dịp mùa hè 2024 này nha. Đây mọi người, thì phải tháo nó ra, thì cái con này phải tháo cái mặt nó ra ha, thì nó còn trần truồng như nhộng về đây. Thì con máy khá đẹp, những cái con này là không có xi, không có sơn gì hết nè, chỉ có lau bụi phía trong thôi ha. Cái chỗ này nè thì không may là bị cấn nè, nó bị bề cái miếng nhựa. Đây tôi sẵn cho xem này. Chỗ này nè nó chặn hưởng, từ vì hai cái chân ngoài này mình không sử dụng nha, thì tí nữa cô sẽ dán keo lại nha. Còn mình sử dụng từ bên này thôi, 0816 này à, thấy không, nó không ảnh hưởng gì. Tí cô sẽ dán ở đây nói rõ chứ không, tới nhiều lúc mình không nói anh em kêu mình lừa đảo lừa dối nha. Rồi, ok, bây giờ là cái phần chính tín hiệu đầu vào mình sử dụng á, thì mình có thể sử dụng cổng này, cổng test anh em nhé. Còn phono là sử dụng trong âm thanh. Rồi điện thì sử dụng 115V, đây là 115V VAC này. Anh em không có cắm 110 nha, đừng có cắm 102. Rồi, ok. Rồi dây nguồn này, đấy, dây nguồn rất là đẹp, nhìn là còn đồng choáng luôn, và cái dây cũng khá dài. Rồi, ok, bây giờ trở lại với máy này. Đó, không có sơn tốt các kiểu anh em nha. Quay cho anh em xem rõ ràng là như vậy luôn. Thì về cấu hình bóng của nó rất là chuẩn luôn, nó rất là thông dụng. Bóng nguồn GZ34, bóng công suất L84, bóng rè 12F7
tất cả ở đây chạy bóng 5 cây 12-7 luôn, nhưng mà mình phân biệt trong đó ra là 3 cây 12-7 và 2 cây bên này là phono này ha. Phono nó có cái mã là 7025 hoặc là 12-7 đều sử dụng được đó. Còn cái bóng rìa đúng 12-7 ha. Còn hai cái này là cái hung, cái này là chỉnh bị át thờ chỉnh. Khi mà mình sử dụng bóng mới á, bóng mà chưa dùng á, thì khi mình cắm vào mình phải chỉnh để cho nó nhanh nha. Đó là về cái ruột gan cũng như là hình cấu hình bóng thì nói rõ hơn. Bóng nguồn GZ34 Git Britain nha, RCA chữ đỏ Britain. Bốn cái công suất nó là của Ampet đây nè, bóng rất là cao cấp luôn. Rồi, bóng 12-7 cũng là RCA đây, mình rút lên cây cho anh em cùng xem. Cái niềm hát RCA đó, chữ đỏ ha. Nhưng mà RCA này thì nó là USA nha, USA. Đây nè. Thì khôi là khôi bán cái nào khôi nói rõ cái đó. Đúng cái cấu hình của này anh em nha. Khi đem về nó có thể kiểm tra lại. Trên này cũng vậy nè. Đây nè. Made in USA hết nha. Chỉ có cái nguồn là Great Britain thôi. Còn Ampet cũng là của USA. Đây rút ra một cây cho nó cùng xem. Đó, chữ cam ha. Đây Ampet. Ampet là của Hà Lan đấy, anh em. Nó giống với Philips anh em nha, Philips của Hà Lan, Ampet với Philips là nó một nha. Thì cũng đều do một hãng sản xuất nhưng mà họ đặt những cái tên khác nhau. Rồi. Ok. Trời buồn ngơ ngác quạnh hiu đời tôi từng năm tháng qua. Lời yêu thương anh đã vô tình quên thật sao, còn lại tôi ôm lấy riêng mình tình dưới vực sâu. Ngày ấy anh đi đời buồn u rũ, ngày ấy chia ly đường về quên lối, và tôi từ đây tìm ly rượu cay. Còn nhớ đôi ta đêm nào cuốn quýt bên nhau thân xác rã rời. Ngày anh sẽ vắng đã qua, đêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau anh đã xuống xa. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay, lời yêu thương anh hứa cho người là giấc mộng phai. Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ, giọng hát buông lời ngọt từng hơi thở, để có mình tôi và những ngày xưa. Yêu anh
con thơ còn nhớ đôi ta đêm nào quấn quýt bên nhau thân xác rã rời. Này anh sẽ vào đã qua đêm đã mơ xa tôi vẫn một mình còn tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay. Lời yêu thương anh hứa cho người là giấc mộng phai. Tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ. Giọng hát buông lời ngọt từng hơi thở để có mình tôi. Và những ngày xưa yêu anh, yêu anh. Và tôi sẽ mãi yêu anh. Rồi, đã test thử này, rất hay. Nói về với cặp loa này là cực kỳ hợp luôn. Ngoài ra nó đến được các dòng loa khác JBL 65, L100 hoặc là AR2, Diphtong hay là Antec vân vân. Nói chung là con đèn này đến đa năng, con sắc nó rất là tốt nè, nó khỏe lắm. Cùng là cấu hình bóng này nhưng mà nó khỏe hơn xịt cốt, khỏe hơn hiếp kích. Nói chung là tuyệt vời. Thì bình thường anh em, với cấu hình này, với độ đẹp này, với có vỏ gộp như thế này thì chắc chắn nó phải ngoài 30 triệu thì nó mới xứng đáng với cái con này. Tuy nhiên năm 2024 này Khôi ship về giá tốt thì Khôi bán rẻ hơn rất nhiều, chỉ hơn 25 triệu chút xíu thôi. Anh em nào biết chơi, thích chơi đèn thì cứ liên hệ với Khôi để cùng trao đổi và giao lưu. Cảm ơn tất cả anh em. Và tới đây thì Khôi xin phép tạm dừng. Về giao dịch thì chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi. Còn ship code thì mình phải tốn phí ship cũng như là cộng phí dịch vụ thu hồi nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhưng mà riêng đặc biệt anh em mà có nhu cầu mua cả hồ luôn, chuyển khoản đồ luôn, có thể bao ship luôn. Còn bình thường thì loa Khôi không bao ship nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh sử dụng hồ cho Khôi. Một lần nữa xin chào và tạm biệt.